Rồi bây giờ mình xin chào 5.000 anh em đi. Chú gà đây có thằng em nó nướng mà sẽ quay mà bây giờ nó chuẩn bị chuyển thành màu đen rồi các bạn. Đây là món gà quay lửa. Kia Gà quay lửa. quay thì bị nhè. Cái này thì không. Này quay. Cái này chống rung luôn nhỉ? Đúng. Thôi kiếm thao kia thôi. Cái gì? Đấy, em làm cái món gì các bác để dạo à, ớt à? Muối 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 mọi muối giã dạ, ớt này. Bên tối này tụi mình đi đèn nó dụng cụ nó không có được đầy đủ, các bác xem nó hơi tối thì thông cảm nha, mình đi hơi xa. Có thằng bạn nó đi bữa trước cũng đi, bữa nay nó đi chơi tiếp nên là tới đây là tầm khoảng 100-101 cây mà ham vui ra ngoại thôi. Khỏi. Dã chày trên người ta dã chày trên sóc bo này, dã chày ở giữa lòng hồ. Bây giờ mới là sáng. Nãy giờ dã như vậy mà chưa thấy nước ra. Đèn thế sao sáng đi lắp hết và nhìn như thành phố. Đèn thật để cho em ngồi mà. Ô, quay mà nhìn cái khói sương nó giống như kiểu là đứng ở trong ở trên mây đúng không ạ? Xin chào 5.000 anh em nhá. 5.000 anh em với một chú gà đây. Đi ra ấy mà ông còn đòi hỏi, đi rừng mà còn đòi hỏi cao. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Quá ngon đúng không? Giờ này anh em mình bắt đầu chuẩn bị vào bữa ăn các bạn. Giờ chắc mình xem mấy giờ. Chắc tầm 7-8 giờ rồi các bạn. Nấu ăn cũng đã xong rồi. Bắt đầu anh em mình tập trung vào ăn. Không là cầm thớt mà. Bảo nghe đông là có mà kêu mãi có thấy đâu. Bảo không có. Có thớt thì nó băm kẻ cả. Đây là con cắt gà. Nào cầm thớt đây. Rồi rồi. Ông Vương ở chỗ nhà ông Quyết Hảo phải không? Tía ra. Được một con gà hay hai gà? Một gà phải không? Một. Gà đây bán đắt nhỉ? Hôm bữa mình mua 400 mấy. Quả này eta chứ gà đấu. 400 mấy được hai con. Mua gà đây à? À mua gạo mất mẹ à, bao nhiêu? 10 kg mất mẹ. Mua ăn kg 10 kg. Đấy, mua 10 kg gạo ở đây. Để chỗ này thì tôi bỏ được cơm này. Bỏ đây không biết teo cái bạc được nào nhỉ. Sao teo được kìa? Sao được? Có cái rượu ấy đâu? Hả? Giờ nó nguội rồi. Bên. Đây đây. Được chưa?
Ơi, để bê cái que này xuống à. Ôi, cháu cá đang ăn kiểu hoàn đẹo gió. Chúc ăn cơm đi. Em có đôi trăm cây hơn trăm cây nữa. Cắm cái lưới sạch nhá. Cố chung. Bây giờ thì sang sang. Kêu cái gì chứ? Đấy, có cái bạt này thôi. Đây. Kêu vào đấy chứ còn kêu vào cháy. Không cháy thì để lúc bây giờ tôi còn cầm bằng tay được mà. Cái này teo thôi, nóng không teo, nó nguội đi này. Đây thì mình đổ vào đây luôn. Để hai góc này luôn. Máy quay lét phết nhỉ. Ok. Ông Kỳ ông ngồi xa xa tí hơi to, cứ ngồi quay hết kéo rồi, camera kéo thế này lại. Nhìn cứ như kiểu voi buôn đôn. Đấy ông nhìn này, đó. Rồi rồi, đeo vào đấy, ổn rồi đấy. Trong đeo vào xe kìa. Cái xe mày ra lấy đi, mày có dép, mày ra lấy đi. Còn còn lấy đi. Ly phải không? Con ly. Mấy cái luôn ấy. Ờ, đúng rồi luôn, mấy mấy cái á. Ôi giời ơi, mày. Ờ, ấy xong rồi mình lấy cái ly để đun nước. Đi đi, nhiều cà phê. Lấy cái nồi này đun nước. Tối nay anh em mình xem nó bóng chứ. Đồ gà vẫn đây ngon luôn đấy. Gà mua ta ngon thật. Cô Hào đúng bà luôn. Nó dính. Lục vết. Nó vào nó để rát đáy luôn đấy. Nó vào kiểu ăn nó cà người đi, dính đầu, dính hết. Tiếp quá. Này, còn cái trái không? Thật 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 thật. Này. Nó đấy, ngồi đi chơi. Xe tao đây này, xe đây. Máy xe đây. Này này, gạt 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 vào đây tí, gạt vào đây tí. Máy xe đấy, trong cái túi anh đánh mùi ấy là một súng đấy, cái sơ nó có cả ly như thế này thì nó mới đấy rồi đấy, cầm luôn một cái ly cối ra nhá. Ừ, một dài rồi rút ra đánh muốn làm gà không mai chút đi đã ăn rồi không thấy ai đói ta. Mình thì đói rồi đấy. Thôi hay tạo ăn xong rồi tám. Ôi mày xong chưa? Cái này xong tám rồi. Vứt rồi này. Có mày dính rồi sao sao? Đấy thôi. Rồi. Kèm cầm muối chưa? Cầm muối chưa? Muối tay rồi. Ui giời ơi thôi rồi. Cái này nó báo động. Muối bắt chanh đấy. Đấy à. Ừ. Có tay. Gà bên đây ngon luôn. Trong nước á. Ờ. Đi động. Trong nước hay vậy? Chung đi. Để dưới mặt nước á. Mặt cả nhà đấy. Đấy, thế ngon này. Cái gì đây? 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 Cái này đây? Cái gì 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 đây? Anh em mình cũng đã tập trung đầy đủ rồi các bạn. Bây giờ vào bữa cơm á. Mời các bạn cùng gia đình ăn bữa cơm nha. Đây, đũa đây. Cơm nhá, kèm mọi người. Mời mời mọi người. Đói bụng rồi. Trăm tiểu đấy. Có tớ ít cơm luôn đấy. Ăn cơm đi ra ngoài đấy. Có ngồi núi một tí. Cái gì cho nó ngồi. Ngồi bên. Đây, đúng rồi. Ăn cơm đi ra đây. Đây, chỗ này cho sáng. Đây, Phúc ngồi xịt bên kia một tí. Ai làm đôi đũa này gớm này. Còn ai trồng khoai đất này. Ngồi xịt mà ăn chứ. Đây 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 còn đây mà. Che hết cả khẩu. Có ngồi chỗ bên bên nào? Đây đây. Đây này, đây. Ngồi song song bác này. Để xin cười này. Đây, từ bác để đi nhá. Từ xong rót từng ra uống nhá. Nhá, ăn này là non tối. Rồi. Ờ, ai ăn cơm chưa đây cho nào? Rồi rồi. Đó, tay là tính toàn uống rồi. Thôi. Bác này hơi kinh nhỉ. Chưa. Ủa thì mày uống đi. Bác chưa lớn tuổi nhất không chơi xong. Mời cả nhà nhá. Rồi rồi. Không uống thể đi à? Đào đất rồi còn béo rồi. Miếng cá. Đèn đâu? Đèn đâu? Nào. Đây. Cơm này. Đấy rồi. Cơm. Cơm lấy vào cái này này. Đây, đây cho tí cơm vào đây đây. Muối muối muối. Muối để mai làm. Tí vứt đi à? Lấy lại. Đưa đưa đưa. Cái ni kia kìa. Kì kì. Cho mượn cái ni. Lỡ
Vừa rồi mới khảo sát có làm cho ly rượu không? Vừa rồi mới đi khảo sát vùng buông, đi khảo sát ngay vùng mông á. Đang góc để vùng mình đi qua á. Đi hơi xa nhỉ? Đi làm dự án á. Em biết á, vô trong cái hậu trường của vùng buông. Muốn đi rót vào. Các dự án á, ETA tụi em cũng làm này. Bờ mấy thùng buông á. Vừa rồi mới đi xong á. Rồi, mời anh nha. Chưa dùng cái ai phải dùng thôi. Mình là đi ai kiếp. Đi hết mấy thùng ai kiếp rồi. Rồi. Nóng thì cởi áo ra rồi tẹo nó mặc vào. Đúng rồi. Ê, tí chú cho con giúp. Trước giờ là mình không có biết bung mông. Bung mông sao mình kêu. Ôi. Bung mông là bung mình đi câu, mình đi ngay qua. Thế là vô đúng cái trung tâm của bung luôn. Đi uống đi. Anh uống chưa? Anh uống cho đi rồi đi quay vòng. Đây đây. Đây. Mì uống trước xong nó được tao. Anh uống sao vòng năm nhiều tuổi hơn anh à? 5 ký rồi. Chú uống chưa chú? Rồi. Cho đại ca kia nhiều tuổi nhất thì uống trước thôi, còn đâu xoay vòng. Chú uống xong. Ôi đừng. Uống xong rồi rót cho người ta uống. Nó đổ. Cái ca kìa. Có cái ly cối á. Ly kìa. Đổ ra đấy xong rồi múc cho nhanh. Vâng. Tại to quá. Hai ly. Ừ. Thầm ca. Đấy luôn. Uống cái đâu á. Nước. À, mời lên nha. Đầu bếp này vất vả quá. Đâu anh nuôi đồ cho con. Cá hồ thượng này. Mao giòn. Mời chưa? Mời chưa? Mời mời. Rồi. Ngon. Rồi mời cả nhà nhá. Mời nhà đi. Cúc đâu rồi? Thằng kia ăn thì làm thì trước mà ăn thì cứ lọ mọ sau này. Chưa hả? Ngồi đây không? Không xây dựng. Có dành của Hồng đâu vậy? Luôn. Đây thì thức hương vị hoang dã. Mượn nhà lên nào. Đi vấp. Thế nào đi đây? Tôi dặn sang đây này. Nhà con ngấm đây. Hồng ngồi, Hồng ngồi. Muốn thì nó êm thật. Chọn Hồng ngồi. Không cần đâu anh Kỳ, Hồng ra lấy đèn rồi. Mấy cái đôi đũa bếp ra rồi. À, vợ này. Đũa bênh nữa này. Đáng ai chứ cho nó đũa ra thôi. Bốc mẹ thì mồm. Bốc đi. Bốc nó mới ngon. Đây, đây, đây. Đúng rồi, ăn không có bị ngon đâu. Đâu, từng ngồi mới ăn lấy đèn nữa rồi. Không còn đèn đâu. Ý là ngồi cho nó sáng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cắm rồi không, mới là chuyện này. Cho nó đũa toàn thôi. Thước ra. Thế thì đưa cá xăm lên đấy cho nó. Thấy dài. Cứ chiên từ nãy ăn đã. Cá trắng. Ui, rượu. Ngon quá chưa? Ngon lắm. Ngon lắm. Mang cả chai dầu cơ mà. Đừng có đâu này, con này chứ hơn bữa xưa mình có cái bát. Ừ. Mày uống chưa? Đã uống rồi. Bữa còn đi đi trên hồ chuyển ra mà có. Ê, ăn cơm ra, mày chứ uống mà cơm ra. Mày lấy luôn cơm này có. Cá đâu rồi? Cho miếu phát nào. Đây Sơn. Đây em ném lửa đấy cái chết. Đây thử xem. Có hùng. Chào em. Chúng này nó mà đánh quay hoài nhanh nhưng không dắt cây ngay. Gốc cắt quay qua 3 4 cân mà. Ba cơ có một cái sắt này. Có cái cao su này. Cá ly biển này. Nhái này cần tiền nhá. Mềm á. Không, lại cho sắt đây ngon nhất. Không quay qua nó hết cho mượn thích ra bơi là bơi bỏ luôn. Nó đỡ mắc. Ba cần cá sắt là gốc nhiều. Con cái sắt thì nó mình đi nhanh thì nó lẫn. Đúng rồi, nó không đi đáy rồi. Còn cá cao su là chắc nhiên nó đi lẫn rồi. Còn con cá mà cá lắc biển là nó lại cũng đi lẫn. Đang ăn không? Hôm đầu này cái con phải dẫn đây. Mắc cái mồm không con nào cắn. Ừ. Ôi, cơm của chắc là ghi nhiều. Đấy. Đã ăn được. Đã ăn được. Tháng mai ăn. Mình sáng thì ăn sáng, đêm này mình kéo thì thôi. Đêm bọc. Còn câu đêm là sao ăn hết? Ai ăn là ăn. Đêm thì để ăn. Nấu cái tôm này là ăn. Ăn đây còn muối không? Đúng rồi. Thế rồi. Thế muối cho dậy chứ. Làm hết rồi. Muối không dậy. Chí bảo mai mấy. Hay muối mì á? Còn. Mời anh em bên kia cái này. Ăn cơm xong rồi bây giờ anh em đi bắt hến này các bác ạ. À. Hến ở đây to lắm các bác nhá. Đây chú được nhiều chưa chú đây? Chắc được cân rồi. À bắt ốc à? Bắt cả ốc cả hến luôn. Ui, nhiều phết đi. À. Đây. Ui, ốc này, hến này. Thằng túi rồi đây có đến to lắm. Chú đi bắt ốc. Cá đó. Cái gì? Nó bãi mồi đó đó. Bãi mồi mấy ông ngồi câu đài ở đấy mà. Mấy cái ghế đài đấy. Câu lại chỗ đấy luôn đi.
Nó thấy họ giật đều đều lắm ấy, chỗ đó họ giật đều đều luôn ấy. Tối nay mình trải nghiệm đêm mà. Anh em đi bắt một hồi rồi các bác. Giờ cũng được nhiều lắm rồi. Mình đã được một túi rồi. Một cái túi bóng này nhá. Mình để góc kia. Kẹo nữa rồi quay sang lấy. Đây. Bạn giờ nó cũng được bằng này nữa rồi. Quay cho xem xíu nào cô coi. Đây. Đây các bạn. Thì to lắm nha. Thì to lắm nha. Trên đây có cái tốp. Trên đây có một tốp. Họ đang ngồi chơi trên đây. Mình không dám lên, sợ thanh niên ở đây nó đánh. Giờ này là 2:30 rồi các bạn. 2:30 rồi, bây giờ có ông bác này, ông chú này thì vẫn đang còn xem đá bóng này. Đây, còn xem đá bóng. Trận này là trận của Anh. Thầy Ukraine. Còn một cô thì đang câu ở bên kia. Còn đây, cô em thì đã năn ra ngủ một người nhá. Góc bên này có một người nữa cũng đã năn ra ngủ rồi. Còn hai vị ở đây cũng nằm giấc, ba vị luôn. Nằm giấc rồi. Say như cho con say sữa. Ngủ say hết rồi. Chắc mình cũng phải lên làm giấc thôi, 2:30 rồi, sáng mai lại chiến tiếp. Giờ là 5:00 sáng rồi các bạn, 5:00 sáng là bắt đầu anh em bắt đầu ra quân rồi, lại ngồi câu. Thả chài. Sáng giờ tối hôm qua giờ ngủ được mấy tiếng rồi Toàn? Gáy o như heo ấy. Ô, chú ơi đâu? Không ngủ tí nào luôn đấy. Không ngủ đó. Không. Hôm qua đến giờ chỉ có Hùng với chú là không ngủ tí nào. Quốc thì đang nằm. Quốc ngủ tăng 2. Biết cái được bao nhiêu nhưng mà thấy vật vã hết rồi. Chứ mà giờ tối kiểu gì cho cày hết.
trời lên này, to như cái mâm. Hành bữa trước nhìn thấy không? Hành bữa hôm nọ quay cái video trước ấy. Buổi chiều nha. Hoàng hôn. À cái Cuốc. Cuốc ơi. Mò cái gì khe đá đấy? Tưởng bắt cua. Toàn ơi. Cảm giác có thấy run run không? Mạnh hả? Cắn phát nào không? Không đưa phần nào à? Nước bầm bọp ấy mà chưa thấy. Ông ấy định dìm gần, dìm. Định nhà cứ thích con to. Mẹ nó có ba bố đã hấp con cá ngồi nhậu rồi. Bọc hô điện nè, dở đồ. Thì lượng người tới câu càng ngày càng đông các bác ạ. Đông lắm. Đây các bác xem, lượng người bên đó, bên đây. Một dãy luôn. Đủ các kiểu, giới thiệu sổ số tự chọn. Cần câu muốn gãy luôn thì dặm. Sư phạm. Cao thủ. Khán giả tới xem hơi đông. Nãy còn một tốp nữa đi về rồi ạ. Xem cái sọt bên đấy được chục ký chưa Duẩn? Để biết đường còn đi về. Cá này con. Chưa là mở tay á. Cá lúc này đâu mà. Cái đang. Cái kia đang gì? Được con cá 5 kg. Cá mai đưa lại đây rồi các bác này. Đây, cá. Đều đều quét này. Sản lượng của anh em. Đang anh em đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chuẩn bị về đây các bạn. Chuẩn bị đổ mưa anh ơi, gió mầm mầm.